trong sạch định có dễ vui. A ma phần tê, dạ chúng con xin vâng. Sile na sugatin yanti, sile na khu kasam bhagdan, sile na liputin yanti tasmai, silang vi so thai ye. Các chúng sanh đi sanh về cõi trời cũng như dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng như dị giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng như dị giới bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng để lòng nhớ. Sa thu lành thai út ghê na quan đê hăng ba đa ban sum qua rút ta măng bút thê vô ca li tô đô sô bút thô ca ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân được Phật là đảng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô y phạm đêm Phật nào cúi xin Phật bảo sao tội lỗi ấy cho con út măng ghê na quân đề hăng thầm măng cha đu vi thăng quả răng thầm mê vô ca li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma măng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con út ta măng ghê na quanh đê hằng sẵn khăn cha đu quý thô ta măng sẵn khê vô ca li tô đô sô sẵn khô kha ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con a ca sa tha cha bùm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bù nhân ô a nu mù đăng tu chi răng rắc khăn tu sa sa năng a ca sa tha cha bùm ma tha đê qua na ga ma hít thích ca buồn nhăn nô anu mô đăng tu chi răng sắc khăn tu nô ga rô a ca sa tha cha bùm ma tha đê qua na ga ma hít thích ca buồn nhăn nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nhà ta vô a ca sát tha cha bùm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bồ nhân nô an nô mô đăng tu chi răng rắc khăn tu pa ni nô a ca sát tha cha bùm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bồ nhân nô an nô mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nô sa đà chữ thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ không mỗi đều long vương thành lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con thì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyền thuộc tanh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tăng ngõ hầu vô sanh phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần từ nay cho đến siêu sanh niết bàn hễ làm chuyện tốt sẵn sàng một phúc thành đoàn nhân duyên giúp cho phiền não
xóm yên, trở máu dạy thoa kê liền kiểm xa. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo hằng đô, nguyện thoát bao tay nước lửa bình, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn tăng sanh tử khổ, nguyện diệt tam tham hai lợi danh, nguyện tu tinh tăng không giải đại, nguyện sau đạo quả sớm viên thành. Dạ con xin bị đọc hơi lố, con xin nhận biết lại. Con kính thầy sống hữu thầy chúc phúc cho đứa con, rồi con sẽ đọc thêm cái bài phước căn. Con sẽ sa thủ sa thủ sư Tông Phương là một hơi hết giờ luôn ha. Vậy là được rồi. Nam mô Bụt Thầy nha, Nam mô Thầm Mai nha, Nam mô Sang Khai nha. Trước tiên kính lễ chư tôn tiền đức tăng. Còn 10 phút hả? Còn 1 phút thôi nha, còn 10 phút gì đâu. Ha. Bây giờ 4:29 rồi. Còn 1 phút mà. Như vậy là đủ rồi. 4:30 là chúng ta qua chương trình mới ha. Bởi vì hôm nay ngày thứ hai, chúng ta có thời gian một nửa tiếng đồng hồ thôi, là thời gian của Vinh Pháp Phúc. Thời gian rất là eo hẹp, quý vị thông cảm. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo là Tịnh Ấp Thế Giác Sắc Quân Đà Mi. Nam mô Tát Sa Phật Ca Wa Thu A Ra Hát Tu Sam Ma Sam Bụt Đà Sa. Nam mô Tát Sa Phật Ca Wa Thu A Ra Hát Tu Sam Ma Sam Bụt Đà Sa. Nam mô Tát Sa Phật Ca Wa Thu A Ra Hát Tu Sam Ma Sam Bụt Đà Sa. Buổi đầu đến lễ Đức Thế Tôn bậc chánh biến kỳ đáng cúng dường, cung nguyện tâm thường thanh tịnh, lâm lành đánh giữ lời quần sinh. Buổi đầu đến lễ Đức Thế Tôn bậc chánh biến kỳ đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, lâm lành đánh giữ lời quần sinh. Buổi đầu đến lễ Đức Thế Tôn bậc chánh biến kỳ đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, lâm lành đánh giữ lời quần sinh. A ra hăng sam ma sam buddho buddhang phakkhava phakkhavantang apivade me. Hồng chánh Phật hiệp màu ứng cúng chánh biến tri minh hạnh đuổi đức ân thiền thể cao dày bậc thế giải chỉ bày chân tâm. Vô thượng sĩ Pháp thân tịnh diệu bậc trưởng phu điều ngự độ sanh, tiên nhân sư đấng cha lành Phật đà toàn giác Thế Tôn trong đời. Sư Phagawata tham mô tham măng namasami. Pháp vi diệu cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn giấc ngộ hiện tiền. Bậc thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ phát nhân điệu tư, đạt vô tội thấy rõ. Thần tâm thoát ngõ vọng trần, trí nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc pháp ân diệu màu. Supatipanno Bhagavato Sao Vakasangko Sankhang Namami. Bậc diệu hạnh Thinh Văn Thích Tử, bậc trực hạnh Pháp Lữ Thiền Gia, bậc Như Lý Hạnh Tân Già, bậc Chân Chánh Hạnh dưới tòa Thế Tôn. Thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cùng nghinh kính lễ một niềm, thành chúng vô thượng cuộc đường thử gian. Ratanatayasawandami. Quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tam bảo từ từ gia hộ đến quý vị tập tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Thầy Gia. Còn tán dương ân đức tam bảo đã xong. Đây là một bài học mà chúng ta học 4 tuần. Trong
4 tuần chúng ta cũng chưa giải quyết xong cái bài này. Mong quý vị vì thời gian nó eo hẹp, quý vị có thể đọc lại 2 lần mà thôi. Điều quan trọng ở đây là quý vị đã thuộc lòng, nhưng mà chúng tôi chỉ chỉnh sửa lại trường âm đoạn âm. Chứ thật sự ra cái bài này quý vị lễ bái tam bảo vị nào cũng đọc được hết, nhưng mà đọc được là một vấn đề, còn đúng sai là vấn đề khác. Bởi vì cái tầm mức quan trọng bài học này là chúng ta thỉnh chư thiên, chứ không phải là chúng ta coi như là đọc một bài thông thường khác. Mà khi thỉnh chư thiên thì chúng ta phải làm sao cho thích nghi, trang nghiêm, tôn kính và chính xác. Thì mong quý vị quan hệ ha. Sư Tâm Phương bỏ tay xuống đi, khi bàn tay cũng là một sự trở ngại ha. Nhiều người nhìn vô trong cái sự sinh hoạt của chúng ta mà thấy có những bàn tay, và những bàn tay đó là những sự thắc mắc hoặc là những sự cản trở gì đó, làm chúng ta coi như cũng ngại ngại, không biết rằng cá nhân chúng tôi có sai cái gì. Rồi quý vị đưa tay lên phản đối. Thôi thì bây giờ vô bài học ha. Xin Nhật Quỳnh ha, xin Nhật Quỳnh coi như có thể giúp cho cái chuyện này. Những vị giảng sư, những vị pháp sư đến với đạo tràng chúng ta, thì những vị đó nên mang ốt. Bởi vì khi mang A Còng như vậy có thể đưa bài vở lên, rồi cũng có thể rằng mình có được một cái quyền khi mà bị khủng bố, mình có thể xử lý tốt. Hoặc là những cái bàn tay nó làm cho mình trở ngại, mình cũng có thể đưa những cái người đó xuống một cách nhẹ nhàng. Alo, xin Nhật Quỳnh chú ý ha. Quỳnh Pháp Hữu thì đã có rồi. Ngài Liễu Tông thì cũng có mang ốt rồi. Ngài Pháp Thanh thì thấy chưa nè ha. Rồi Huynh Kinh thấy cũng chưa hả? Rồi có ý kiến thì xin mời. Alo, xin Nhật Quỳnh. Dạ Nam Mô Sang Kha. Dạ anh lấy ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn chị Meta. Con thành anh lễ ngài Chí Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Quỳnh kính lễ với bà, với cô phụ nữ. Như Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ bạch ngài, có những vị không có chịu mang ốt ngài. Dạ dụ như Quỳnh Pháp Hữu thì đã mang ốt rồi, còn Thượng Tọa Pháp Thanh thì đâu có chịu đâu mà con có thể mà cho ngài mang ốt được. Hoặc là Quỳnh kinh cũng đâu có chịu bạch ngài. Ngài biểu con thì con sẵn sàng làm được rồi, nhưng mà đâu có chịu đâu. Thí dụ như Xích Trần Đạo thì đó bạch ngài, Xích Trần Đạo mang ốp rồi đó, nhưng mà Xích Trần Đạo cũng đâu có thi hành cái quyền lệnh của người bằng ốp đâu, mà còn bị phiền nữa đó bạch ngài. Thành ra bây giờ Trần Đạo đó là vào đầu tràng với cái băng thất mới đó, là nó nhảy thành làm ớt mà. Thành ra Trần Đạo cũng bị phiền, không ok rồi nha. Nên là nếu để ngài nói gì thì để con hỏi lại Quynh Kinh và ngài Pháp Thanh với ngài bằng đồng thì con sẵn sàng. Dạ con kính nhân mít đến ngài ạ. Sa thú xin Nhật Quỳnh. Cũng giống như Quỳnh Pháp Hữu, khi mà mang ốp như vậy thì Quỳnh Pháp Hữu có thể bốt bài lên một cách thấy dễ dàng. Chứ còn nếu như Quỳnh Kinh á, thấy cái nhờ xin Nhật Quỳnh đưa bài lên, và chính cá nhân của mình cũng lúng túng trong cái vấn đề khi mà điều hành, khi mà coi như mà có một cái ý kiến gì đó mà đưa lên không được.
thì đó là một trở ngại. Hoặc là ví dụ như Ngài Pháp Thanh, bài vở chương trình ra là như vậy, nhưng mà không thể đưa lên được, thì đó cũng là một trở ngại để cho những vị giảng sư có quyền thoải mái, tức là tự tin trong khi mình trình bày về giáo pháp. Thấy có những cái trở ngại, có những cái sự khủng bố, có những ý kiến thế này thế kia, thì mình mang nó, mình có quyền coi như là giải quyết vấn đề trực tiếp luôn. Thì giống như quên Pháp Hữu thì đó cũng là một sự thành công. Hoặc là Ngài Liễu Tông, khi Ngài thấy rằng cái ý kiến này, ý kiến kia, đó là những cái điều trở ngại, Ngài có thể coi như không giải quyết. Hoặc là có thái độ, khi mình mang góp thì có được một cái chức năng tương đối để giải quyết được vấn đề cấp bách. Thôi bây giờ trở lại vấn đề ha. Bây giờ chúng ta còn thời gian không bao nhiêu. Bây giờ là 4:38 rồi. Chúng ta ôn lại bài học ngày hôm nay. Đây là tuần thứ tư. Tuần thứ tư với 4 câu mà quý vị đã thuộc lòng rồi, chứ không phải là chưa thuộc. Chúng ta chỉ đọc lên để cho quý vị nương theo đó mà chỉnh sửa lại trường âm, đoạn âm. Quý vị đọc, quý vị biết đúng và sai. Bởi vì cái bài này là cũng là rất là quan trọng. Khi một cái đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh, thì chúng ta thỉnh chư thiên. Mà khi thỉnh chư thiên thì chúng ta cũng phải có sự tôn kính. Điều quan trọng là phải chuyển. Bây giờ từng câu một ha, quý vị chú ý ha. Một câu như vậy chúng ta đọc 3 lần để quý vị theo dõi ha. Sắc ghê cam bê cha u bê ghê ti si kha ra ta tê chan ta li khê quý ma nê. Sắc ghê ca mê cha u bê ghê ri si kha ra ta tê chan ta li khê quý ma nê. Sắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chân ta lít kê quý ma nê. Đó là câu đầu tiên ha. Bây giờ câu hai. Đi bê rắc thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wát thùm hi khê tê. Đi bê rắc thê cha ga mê ta rua na ga ha nê ghê ha wát thùm hi khê tê. Đi bê rắc thê cha ga mê ta rua wa na ga ha nê ghê ha wát thùm hi khê tê. Bây giờ qua câu 3 ha. Cùng ma cha dành tu đề hòa cha la tha la vi sa mê giác kha gần thóc ba na ga.
Đưa bàn tay lại, xin mời. Dạ thôi con xin đọc để khỏi thì giờ. Dạ con xin đọc. Tham mạt sa qua na mô a dham pha đàn ta. Tham mạt sa qua na ca lô a dham pha đàn ta. Tham mạt sa qua ca lô a dham pha đàn ta. Tham mạt sa qua na ca lô a dham pha đàn ta. Tham mạt sa qua na lô a dham pha đàn ta. Tham mạt sa qua na ca lô a dham pha đàn ta. Dạ con xin trả mít lại cho đạo tràng ạ. Con có gì sai hay không ạ? Sa thú Sik Metta. Như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay ha. Tức là bài thỉnh chư thiên. Bây giờ là 5:01. Thời gian này là thời gian của Huynh Pháp Hữu. Và chúng ta sẽ được nghe Huynh Pháp Hữu với đề tài tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. 4 đặc tính của người bệnh và người chăm sóc. Đây cũng là một cái điều thiết thực cho cuộc sống của chúng ta, nhất là khi chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta có một cái sự suy tư về vị thiên sứ, tức là thần chết, thì chúng ta sẽ tự tại trước bao nhiêu nghịch cảnh và trước những cái nạn dịch nó đương xảy ra trước mắt của chúng ta, thì chúng ta tỉnh thức, hãy nhìn vào nó, tức là trước cái bệnh và cái chết, thì cái đặc tính của người bệnh và người chăm sóc có 4, đây là 4 vấn đề mà chúng ta cũng nên quan tâm, để rồi khi Huynh Pháp Hữu đến triển khai và chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng trong cuộc sống. Như vậy thì cái gì nữa, bây giờ là giờ của Huynh Pháp Hữu, chúng ta chỉ còn chờ Huynh Pháp Hữu đến. Và như vậy thì chúng ta sẽ được nghe cái đề tài mới, tức là tỉnh thức trước cái chết, tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết, đó là một điều thiết thực ha. Rồi Đạo Hữu Thanh Vân sao nghe không được ha, bỏ chạy ra ngoài rồi ha. Thời gian sau này cái đường truyền quý vị thấy rằng nó rất là bị nhiễu sóng hay là bị trục trặc nhiều lắm, bởi vì thời gian mà quý vị đi sinh hoạt đi sinh hoạt bên ngoài thì không sao, nhưng mà bây giờ tập trung ở nhà thì sử dụng internet rất là nhiều. Sa tú Huynh Pháp Hữu đã đến với đạo tràng rồi và đề tài của Huynh Pháp Hữu thì quý vị cũng đã thấy ha. Bây giờ thì xin mời Thích Nhật Quỳnh hay là vị nào thỉnh giảng sư ha. Alo, vị nào thỉnh giảng sư?
Dạ. Nãy thấy chị Nhật Huỳnh giơ tay. Dạ, dạ thôi để con xin. Dạ, con xin kính định lễ thượng tọa. Con kính chào huynh pháp hữu và con xin thỉnh pháp sư dạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sáng trong nước vinh quang luôn chờ, trời lõ mọc đắng nhờ ánh sáng, trổ hoa lạnh rải tán mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn ngắm ngùi khấn khoan, Phật nhận lời những chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dư pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được ném ơn vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vạn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ẩn phổ cập, đám mưa lạnh rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ trích rõ ràng, thỉnh ngài thiết pháp nội đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn này, tôi bê ngồi được trí tí vẹn toàn. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, dạ kính nhường miết lại cho huynh pháp hữu. Dạ để cho huynh thuyết thời pháp để đặc tính là của người bệnh và người chăm sóc. Dạ con xin nhường miết lại cho huynh ạ. Dạ sa thú sa thú sa thú. Kính cảm ơn chị. Con xin kính lễ quý chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý anh chị. Nghe rõ nha. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi sinh hoạt ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tang Abhivadame Swakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Cõi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang Thammang Sangkhang Namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Và chúng tôi xin đi vào cái đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý chư Tụng Đức Tăng Ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu, ngày bài hôm nay thì chúng tôi xin tiếp tục phần tiếp của trong cái cuốn sách Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật Và Cái Chết của Ngài Tỳ Khưu Anarayo mà chúng tôi có soạn dịch và trình bày năm ngoái, năm nay thì trình bày lại. Cuốn sách này thì gồm có 24 chương. Mời các anh chị đi vào trong cái hình đầu tiên là cái hình quen thuộc của chúng ta để thấy rõ cái dàn bài của cuốn sách. Để tôi post cái link vào đây. Trong khi chúng tôi nói chuyện như thế này hoặc vào được dễ dàng thì mời các anh chị thỉnh thoảng cho số 1 hoặc bông hồng để tôi biết. Thì trong cuốn sách này có 24 chương, ngày Analayo chia ra làm 12 chương đầu nói về cái bệnh tật, về bệnh nhân cũng như lời khuyên mà Đức Phật có dành cho những người bị bệnh mà Ngài tìm ra được ở trong cái bộ A Hàm của Hán Tạng, và đồng thời Ngài cũng so sánh đối chiếu với lại những bài kinh trong Tạng Nikaya của Phật giáo Nam truyền. Từ chương 13 cho tới chương 24 thì Ngài đề cập đến những cái vấn đề khác nhau về cái chết. Khi một cái người mà sắp chết là phải có những cái sửa soạn như thế nào, và mình phải hiểu, thông cảm và khuyên giải, khuyên lơn như thế nào, có những lời khuyên. Rồi cuối cùng thì có phần kết luận và Ngài đưa vào cái cuốn bài kinh Girimananda và các hướng dẫn hành thiền về 10 cái đề tài khác nha, 10 pháp quán tưởng. Thì chúng tôi có trích cái phần kết luận này soạn thành một tập sách mỏng và có phổ biến tại Việt Nam khoảng tháng 2 vừa qua. Nếu anh chị nào chưa có được thì chúng tôi sẽ cho cái link để vào đó đọc, tải về đọc trên máy hoặc là in ra trên giấy. Và nếu thổi tiên và nếu có nhu cầu thì trong tương lai chúng tôi cũng có thể tái bản in lại cái cuốn sách đó, tập sách đó, hướng dẫn 10 pháp hướng dẫn để hành thiền, 10 pháp quán tưởng như là trong cái bài kinh Girimananda. Và cái bài kinh này cũng thường được chư tăng tụng đọc trong những cái loạt bài hậu trì, kinh hậu trì và kinh cầu siêu cầu an trong cái truyền thống Phật giáo Nam truyền. Thì hôm nay chúng tôi trình bày tiếp về trong chương nói về pháp hay là của người bệnh thế nào là chắc, có nghĩa là những cái đặc tính hoặc là chúng ta sửa soạn những cái tâm tính của người bệnh như thế nào để cho dễ được giúp đỡ, dễ được chữa bệnh. Và có người y tá ở đây tức là cái người săn chăm sóc bệnh nhân, chứ không có nghĩa là chỉ có y tá nhà thương, y tá bệnh viện, người có bằng cấp. Ở đây chỉ có một cái tổng của người giúp đỡ chăm sóc bệnh nhân, cũng cần phải sửa soạn có những cái khả năng hoặc là những cái đặc đức tính như thế nào. Thì chúng tôi có post đường link lên đó, chúng muốn tin cái đường link của 10 pháp quán tưởng phải không? Để chút xíu nữa chúng tôi sẽ post lại cái đường link của 10 pháp quán tưởng. Bây giờ các anh chị vào đây rồi thì mời các anh chị qua cái hình tiếp trước khi chúng tôi đọc. Ở đây chỉ là tóm tắt lại. Cái hình tiếp này cũng là một cái hình, một cái biểu đồ quan trọng. Đây chúng tôi soạn ra ở đây là dựa theo đưa ra những so sánh có hai cái bài kinh trong tăng chi bộ của Tạng Nikaya của Phật giáo Nam truyền, cũng như có hai cái bài kinh tương ứng ở trong Tăng Nhất A Hàm mà Ngài Analayo có chọn ra và dịch ra tiếng Anh và trình bày trong cuốn sách của Ngài. Có những cái điểm giống nhau mà cũng có những điểm khác nhau. Chúng ta có thể đọc so sánh đối chiếu rồi tổng hợp lại như chúng tôi làm trong cái biểu đồ này. Thì đối với người bệnh, khi một cái người bị bệnh đó, thì một cái người bệnh nhân tức là dễ điều trị, dễ săn sóc thì phải có những cái đặc tính nào? Trong tăng chi bộ của Nikaya thì đưa ra 5 điều: làm những điều có lợi, biết phải, vừa phải trong khi chữa trị, biết sử dụng thuốc, nêu rõ triệu chứng bệnh và kham nhẫn chịu đựng đau đớn. Cái người đó trong cái tăng nhất A Hàm thì nói cũng tương tự như vậy, là người đó biết chọn đồ ăn thức uống, biết ăn đúng thời, biết uống thuốc, không có buồn rầu khó chịu và có tâm từ đối với người săn sóc mình. Không phải là mình bị bệnh rồi mình cáu kỉnh khó chịu gay gắt
ha, mình phải dịu dàng nhẹ nhàng và phải biết ơn mà có lòng thương yêu kính mến cái người mà họ chịu khó bỏ thì giờ bỏ công sức ra để chăm sóc mình. Cái điều đó rất quan trọng. Rồi chúng tôi tổng hợp lại theo cái ý của ngài là vô tổng hợp hai bài kinh có hai nguồn này lại, thì là đó là những người họ biết chọn đồ ăn thức uống để thích hợp, nghe theo lời bác sĩ và cũng có cái kiến thức để biết chọn, biết chọn cái thứ nào tốt và thứ nào không tốt, không thích hợp cho cái bệnh của mình, biết ăn đúng thời vừa phải, biết sử dụng thuốc. Nhiều khi không có bác sĩ, không có y tá chung quanh mà tự mình ở đó thì mình không biết phải sử dụng những cái thuốc như thế nào, và nêu rõ chứng bệnh, triệu chứng bệnh không có khó chịu. Tức là khi người ta đến, nhất là bác sĩ tới chăm sóc mình, thì mình phải biết cái bệnh mình là có những cái cảm giác như thế nào, mình mô tả cho rõ ràng để mà bác sĩ có thể chẩn bệnh được, và có tâm từ đối với người săn sóc mình, kham nhẫn chịu đựng đau đớn. Cái chỗ này là quan trọng, cái chỗ này là cái chỗ chúng ta phải tu học. Nhiều khi mình đau đớn rồi mình đâm ra mình khó chịu, hoặc là mình thấy người ta khỏe mạnh mình đâm ra mình ganh tị, là mình đau mà người ta lại vui vẻ này nọ, gay gắt với người khác là người khác cũng không dám đến gần. Rồi mình phải có cái tài sự kham nhẫn, mình chịu đựng cái đau đớn nè. Như tuần rồi chúng ta có nói là phải tu tập làm sao dù cái thân nó đau nhưng mà cái tâm đừng có đau theo. Cái điều đó quan trọng. Đó là nói về người bệnh. Bây giờ Đức Phật cũng rất là chu đáo, ngài cũng có những cái lời khuyên thực tế dành cho những người chăm sóc bệnh nhân, hay là y tá, hay là những người trong nhà mình có ai bệnh, mình chăm sóc những người bệnh, người thân ở trong nhà như thế nào. Thì ngài cũng có những cái lời khuyên rất thực tế. Dựa trong cái tính tạng đi cây da, trong tăng chi bộ chương 5 pháp và bài kinh số 124 5.124 thì Đức Phật đưa ra 5 cái tiêu chuẩn cái người chăm sóc bệnh nhân mà lý tưởng là đó là người biết cách pha thuốc. Mình thấy rất là thực tế, biết cái gì có lợi, cái gì có hại cho bệnh nhân, săn sóc bệnh nhân vì lòng từ, sợ là lòng thương yêu chứ không phải là vì bổn phận hay là vì tiền bạc cái gì hết. Rồi không ghê tởm dọn phân nước tiểu đồ mửa ra hay đàm mũ, cái này cũng quan trọng, có nhiều người sợ nó không dám làm, không dám tới. Có khả năng chia sẻ những bài pháp thoại, tức là có những lời khuyên có thể đem người ta bệnh buồn rầu này kia, buồn chán mình tới mình khuyên, mình đem những cái bài kinh ở trong kinh điển, hoặc là những cuộc của những vị chư tăng chư thạc đức chia sẻ. Đó là nói về trích ở trong tăng chi bộ. Bây giờ trong cái nguồn Hán tạng của tăng nhất A Hàm 32.9, tức là phẩm 32 bài kinh số 9, biết phân biệt các loại thuốc cũng giống như vậy. Người đó, cái người chăm sóc bệnh nhân là người phải biết, không biến nhát, luôn thức trước ngủ sau, và có cái lòng săn sóc tận tình như vậy, thường trò chuyện với bệnh nhân, săn sóc đúng pháp cung dưỡng, tức là biết mình phải cho bệnh nhân ăn ngủ như thế nào phải biết, và có khả năng nói pháp cho bệnh nhân nghe, cũng giống như cái bài kinh của Nikaya, cái đức tính này. Bây giờ tổng hợp hai cái nguồn này lại thành ra một cái list, một cái danh sách những cái điểm lý tưởng, những cái tiêu chuẩn tốt cho một cái người chăm sóc bệnh như thế nào, tức là biết cách pha thuốc, biết các nhu cầu của bệnh nhân, rõ sử dụng thuốc, không ghê tởm dọn phân nước tiểu đồ mửa đàm mũ, và có lòng vị tha, không có thái độ khó chịu. Nhiều khi mình cái này khó lắm. Thật sự là bây giờ ngay bản thân xin chia sẻ chút xíu, là bây giờ chúng tôi có bà cụ mẹ của bà xã 85-86 tuổi rồi, đang ở chung nhà, bà có nhiều khi cách bà trở nên nó rắc rối lắm, tâm trí bà không có bình thường, có khi bình thường có khi không. Rồi có khi bà bị đủ nhiều chứng bệnh ra, nhiều khi mình chăm sóc mình cũng thấy khó chịu, thật sự nói như vậy, nó làm xáo trộn cái sinh hoạt riêng của mình. Nhưng mà mình đồng thời mình trấn tĩnh lực, mình chỉ khó chịu trong tâm, rồi cái mình biết thì mình chặn nó lại, không có tỏ ra ngoài, nhưng mà mình biết mình còn phải thực tập, thì có những tiêu chuẩn nói thì dễ dàng, nhưng mà mình làm được lúc nào cũng làm được là khó lắm, chứ không phải dễ, thấy rất rất là khó. Và đó cũng là một cái bài học này. Ở đây cũng xin nói nhỏ thêm chút xíu này, tức là mình nhìn như vậy rồi mình cũng tự nhủ nhủ trong lòng là nữa mà mình có già rồi đó, ở sống đi không nổi, ở trong viện dưỡng lão hay là ở chung với con cháu gì đó, thì mình cái thái độ mình sẽ như thế nào.
đó là lại theo cái lời khuyên của Đức Phật, mình phải có cái tâm từ đối với người chăm sóc mình, biết ơn, và đồng thời mình có kham nhẫn, mình chịu đựng đau đớn. Thành tử ra dạ đúng rồi, anh Dũng mới hiểu đó ra. Mình phải tập ngay từ bây giờ, anh Dũng có đồng ý như vậy hay không? Phải tập khó lắm à, mình hiểu trên lý thuyết trước, nhưng mà mình phải chịu khó tập mình tập. Như hôm trước chúng tôi có nói là cái một câu nói ngắn gọn là cái thân có đau nhưng mà cái tâm đừng để đau theo. Nói ngắn gọn nhưng mà tập được như vậy khó nhưng mà mình tập không được rồi thì mình cũng phải có cái sự thông cảm, tha thứ đối với người khác, đối với người bệnh. Họ cũng không có tập được nhất là những người họ không có gần gũi pháp, không có, phải tập làm quen ngay từ bây giờ nhất là những ai bắt đầu vào con số 6, từ 60 trở lên là bắt đầu bệnh hoạn đủ thứ, giống như cái xe bắt đầu xuống dốc rồi, đổ dốc rồi, là mình phải tập từ từ, chứ không phải mà một sớm một chiều mà mặc được cái trạng thái lý tưởng đó. Và cái điều này là điều không tránh được, mình không tập là nó có hại cho mình thôi. Cái điều này rõ ràng như vậy, bởi vì trước sau thì mình cũng đau không có tránh được. Dầu cho sống dai, sống ngược cầu, cho sống tới 100 tuổi này nọ, thật sự trên 60 là bắt đầu đau rồi, đủ thứ bệnh này. Mình nữa là mình phải tập cái từ bây giờ mới cái để mà đối phó đối diện cái những cái vấn đề không thể tránh được, vấn đề sẽ xảy ra cho tất cả mọi người, dầu muốn dầu không mình không tránh được. Không có cái thuốc tiên nào, mà cũng không có một cái pháp thần thì thần kỳ diệu nào hết, chỉ tập cái tâm của mình, không có cái lời tiên nào được hết. Thì mình phải tập cho nó quen, tập từ từ mỗi ngày chút. Thì đó là cái thực tế của cuộc sống, thực tế của con người sinh lão bệnh tử. Mình sinh ra rồi thì mình sẽ già, rồi mình sẽ ra là trong cái tiến trình mình già đi, mình sẽ bị bệnh không tránh khỏi. Rồi cuối cùng là thì ở đây là nói về làm sao mình đối phó với cái bệnh, rồi cuối cùng là đối phó với cái chết. Nói chuyện đó là không tránh được, không phải là bi quan mà đó là một cái sự thật khách quan, không sớm thì muộn sẽ xảy đến cho mỗi cá nhân chúng ta. Bây giờ thì mời các anh chị trở lại cái bài ngày hôm nay, chúng tôi xin đọc cái phần dịch. Chương 4, đặc tính của người bệnh và người chăm sóc, trong cái cuốn Mindfully Facing Disease and Death, tỉnh thức đối diện bệnh tật và cái chết của Ngài Tỳ Khưu Annalayo. Giới thiệu, chương này trình bày tình huống bị bệnh từ hai quan điểm bổ sung về phẩm chất đáng khen ngợi của người bệnh và người chăm sóc bệnh nhân. Nên là trong cái chương này sẽ nói về hai phần. Một phần thứ nhất là nói về người bệnh phải có những cái phẩm chất mà đáng khen như thế nào và tập. Và thứ hai là nói về cái người mà chăm sóc bệnh nhân. Nhưng khi mình phải chăm sóc người thân ở trong nhà thì mình phải tập có những cái đặc đức tính như thế nào, phẩm chất như thế nào. Những phẩm chất đáng khen ngợi này được mô tả trong hai bài kinh liên tiếp trong Tăng Nhất A Hàm 32.8 và 32.9, tức là bài kinh số 8 và số 9 trong phẩm 32 hay là chương 32. Có một số điểm khác biệt giữa hai bài kinh này và hai bài kinh tương đương trong Tăng Chi Bộ. Trong Tăng Chi Bộ cũng có, mà không hoàn toàn giống nhau, bổ sung cho nhau, nên ra mình cần đọc hai nguồn. Tăng Chi Bộ thì chương 5 Pháp, bài kinh số 123 và 124. Cảm ơn chị Nhung. Một trong những phẩm chất đáng khen ngợi đối với một bệnh nhân theo bản kinh trong Tăng Nhất A Hàm là có lòng từ. Tăng Nhất A Hàm nói về lòng từ. Đây là một trong bốn tâm vô lượng hay bốn phạm trú Brahma Vihara, thường được đề cập trong kinh điển Phật giáo, từ bi hỷ xả. Ra mình thấy rằng Nam truyền hay Bắc truyền gì đó cũng đều nói ca ngợi bốn cái đức tính này mà Phật tử chúng phải tập. Và Đức Phật khen nó là nó vô lượng, nó phải tập làm sao nó không có hạn chế vô lượng tâm, hoặc là có khi nó là tứ phạm trú. Phạm ở đây tức là phạm thiên, tức là tâm của mình quảng đại, mình sống ở trong đó cũng như mình sống ở trong cõi trời phạm thiên như vậy, rõ
lớn lớn lao như vậy. Bốn tâm vô lượng này là những thái độ lý tưởng để giao tiếp với người khác, được đề cao trong tư tưởng và sự tu tập trong Phật giáo sơ kỳ. Phật giáo sơ kỳ tức là Phật giáo trước thời đại của Phật giáo phát triển, là trong cái những cái bản kinh điển ghi lại khi Đức Phật còn tại thế, cũng như kết tập lại về sau này trong khoảng 500 năm cho tới đầu kỷ nguyên. Lịch sử Phật giáo thì đặt tên gọi cái thời kỳ đó là thời kỳ Early Buddhism, thời kỳ Phật giáo sơ kỳ. Từ phạm trú có nghĩa là nếu một người có tâm rộng lớn như thế, khi qua đời sẽ được tái sinh cộng trú với Phạm Thiên Brahma. Cũng có thể hiểu, nếu có được một trong bốn tâm rộng lớn đó, người ấy như thể đang trải nghiệm thiên đường trên trái đất này. Tôi thích cái giải thích như vậy. Tức là khi mình tập như vậy, mình không cần phải sinh về là ngồi thiền rồi bay lên nhập vào trong cái cõi trời nào hết. Cái tâm của mình khi mà mình mở rộng rộng ra, có từ, có bi, có hỷ, có xả, thì cái tâm mình lúc đó cũng giống như tâm của Phạm Thiên. Mình đang sống ở trong cái cõi trời Phạm Thiên ngay trong cái giờ phút đó. Không phải lúc nào cũng được, nhưng mà ngay trong cái giây phút đó, nếu mình có một trong bốn cái tâm từ này, từ, bi, hỷ, xả, thì mình sống như là Phạm Thiên. Cho thích cái giải thích qua cái phương diện tâm lý học như vậy. Tâm rộng lớn đầu tiên là tâm từ, metta, là thái độ của lòng tử tế và mong muốn điều tốt lành đối với người khác, mà bản chất của nó là đối nghịch với ác cảm, cáu kỉnh và ý định xấu xa. Tâm thứ hai là tâm bi, karuna, là lòng trắc ẩn, sẽ là một chủ đề lặp đi lặp lại trong suốt cuốn sách này, đặt dưới hình thức trong mong giúp người khác giảm bớt đau khổ và cung cấp cho họ các phương cách đối diện với bệnh tật và cái chết. Thì thứ nhất là tâm từ, cái lòng thương yêu tử tế, mình thấy người ta cũng giống như mình, mở ra lòng yêu thương ra. Trong một cái bài kinh về lòng từ, Đức Phật nói giống như là cái lòng thương yêu của một bà mẹ đối với người con duy nhất của bà. Mà thấy là lòng mẹ thương con là bao la rồi, nhưng mà nếu mà trong cái hoàn cảnh mà người bà mẹ đó chỉ có một đứa con thôi, chứ không có nhiều, chỉ một đứa thôi, bà dành hết cái lòng thương yêu của bà cho đứa con độc nhất của bà như thế nào. Những ai mà có con, bà mẹ thì đều hiểu như vậy. Mình thấy thì lòng bà hy sinh, bà không có đòi hỏi gì, bà thương mà cho, bà không có mong mỏi nhận cầu nhận cái gì hết. Cái lòng thương yêu đó thì Đức Phật ví cái lòng đó là cái tâm từ, là lý tưởng. Mình thấy mình hiểu được như vậy. Và cái tâm thứ hai là cái tâm quan trọng nhất ở trong cái chủ đề này, tức là tâm bi. Tâm bi tức là mình thương cảm, mình thấy người ta đau khổ, mình muốn giúp cho họ bớt đau khổ, và mình làm sao cố gắng có những lời khuyên, hoặc là có những cái phương tiện, những cái vật chất, cũng những lời khuyên về tâm lý để giúp cho họ lướt qua cái sự cái cơn đau khổ đó. Mình thấy mình thông cảm, là mình cũng trải qua rồi, hoặc là mình đang trải qua, nên là mình biết và mình thông cảm cho người khác. Tâm bi. Tâm hỷ, mudita, là đối nghịch với sự đố kỵ, ghen tị và bất mãn. Cái tâm này cũng khó lắm. Mình nhìn cho kỹ, nhiều khi mình thấy là mình có cái tâm ganh tị dữ lắm. Nhiều khi mình khen, nhưng mà lúc nào cũng có cái ganh tị ở trong đó, chứ không có khen hết lòng. Mình khen vờ thôi, hoặc là mình chỉ khen ở bên ngoài thôi. Thật sự rồi mình thồng ở những cái câu hoặc cái đó, nó có cái sự ganh tị ở trong đó. Khó. Cái tâm hỷ cũng không nói là mình vui, mình vui cái thành công, cái đạt của người khác. Thật sự ra cũng khó lắm, cũng phải dạy tập, là mình phải tập thôi. Và cuối cùng là tâm rộng lớn thứ tư, xả, upekkha, tròn toàn bộ, là một thái độ bình thản, xả ly trong các tình huống mà cái độ khác. Tức là mình làm sao mình giàu có thương, mình giàu có động lòng, mình dù có vui vẻ với cái vui người khác, phải bình thản. Mình nhìn ghi nhận biến chuyển của cuộc đời, mình có thể giúp, nhưng mà cái tâm mà bình đẳng, đừng có dính mắc vào trong đó, khó lắm. Tôi sẽ trở lại tạm trú này, tôi cứu Analayo như mình tử trong 15 trong 15 sẽ nói và trở lại bốn cái trạng thái này: từ, bi, hỷ, xả.
Bây giờ thì chúng tôi xin đọc hai cái đoạn kinh ngắn ở trong trích ở trong Tăng Nhất A Hàm. Rồi sau đó cũng ở trong cái trang web này phía dưới chúng tôi cũng trích ra những cái đoạn kinh lấy từ trong kinh Nikaya nữa, chứ không phải chỉ có nói về A Hàm thôi, mà xong không trong cái thời điểm trong cái phạm vi của bài nói chuyện hôm nay thì chỉ đọc ra cái phần A Hàm của Hán Tạng, còn cái phần của kinh Pali Nam Truyện thì cũng có ghi, các anh chị có thể đọc thêm rồi so sánh đối chiếu. Chúng tôi có ghi ở trong cái trang web này. Thứ nhất là bài kinh, thứ nhất là bài kinh số 8 ở trong cái phẩm 32 của Tăng Nhất A Hàm. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn các tỳ khưu, người bệnh nào có năm đặc tính này thì không thể nào lành bệnh được, thường nằm liệt giường liệt chiếu. Năm đặc tính đó là gì? Một, người ấy không biết chọn đồ ăn thức uống. Hai, người ấy không biết ăn đúng thời. Ba, người ấy không chịu uống thuốc. Bốn, người ấy thường buồn rầu khó chịu. Năm, người ấy không có tâm từ đối với người săn sóc mình. Người bệnh nào có năm đặc tính đó thì không thể nào lành bệnh được. Trước nhất thì Đức Phật nói cái phần tiêu cực trước, đó là có năm cái đặc tính, năm cái điểm mà cái người bệnh mà có năm điểm đó thì rất khó săn sóc, không thể nào lành bệnh được. Giờ là nói cái phần đó trước, rồi sau đó phối nghịch lại thì Đức Phật giảng về năm cái điều tích cực. Người bệnh nào có năm đặc tính này thì bệnh sẽ mau lành. Năm đặc tính đó là gì? Một, người ấy biết chọn đồ ăn thức uống. Hai, người ấy biết ăn đúng thời. Ba, người ấy biết uống thuốc. Bốn, người ấy không buồn rầu khó chịu. Năm, người ấy có tâm từ đối với người săn sóc mình. Người bệnh nào có năm đặc tính đó thì bệnh sẽ mau lành. Mình thấy rõ như vậy, cái điều đó mình ngay cả chính mình mình cũng phải tập có năm cái đặc tính đó, để khi nào mình bệnh thì người ta dễ săn sóc và mình cũng dễ mau lành. Đúng là những lời khuyên của Đức Phật mình thấy rất là thực tế. Như vậy này các tỳ khưu, hãy tỉnh giác lìa bỏ năm điều trước và lúc nào cũng ghi nhớ thực hành năm điều sau. Năm điều tiêu cực thì mình phải biết để mình bỏ ngăn chặn, và năm điều tích cực mình phải biết để mà mình nuôi dưỡng trưởng dưỡng. Các thầy phải huân tập như thế. Các tỳ khưu sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Thường thường cái câu hoan hỷ phụng hành, nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành là một câu rất là thường xuyên chúng ta gặp ở trong cái bài kinh ở trong Hán Tạng của Tạng A Hàm. A Hàm. Bây giờ chúng ta xin đọc cái phần thứ hai là phần nói về của trong tăng nhất A Hàm phẩm 32.9, tức là bài kinh số 9 phẩm 32 hay là chương 32. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ khưu, nếu người bệnh có, xin lỗi, nó nói về người chăm sóc này. Nếu người săn sóc có năm đặc tính này, cái người chăm sóc chứ không phải săn sóc cũng vậy. Rồi bây giờ thì dùng cái chữ chăm sóc nhiều hơn. Nếu người chăm sóc có năm đặc tính này thì người bệnh không chống khỏi, thường nằm liệt giường. Đó là năm cái đặc tính mà không tốt. Một cái người nào săn sóc người ta mà có năm cái đặc tính đó thì không có giúp đỡ gì cho cái người bị bệnh hết. Năm đặc tính đó là gì? Một, người ấy không biết các loại thuốc. Hai, người ấy biếng nhác, tâm không dũng mãnh. Ba, người ấy thường hay nổi sân và ham ngủ nghỉ. Bốn, người ấy săn sóc bệnh nhân vì muốn kiếm ăn, không đúng pháp cung dưỡng. Năm, người ấy không trò chuyện trao đổi với người bệnh. Người bệnh không thể nào chống khỏi nếu người chăm sóc có năm đặc tính đó. Mình thấy rõ ràng năm đặc tính của cái người mà đi chăm sóc người ta có năm cái điểm này thì không thể nào giúp đỡ người bệnh được hết, mà người bệnh càng ngày càng nặng thêm. Thấy rõ ràng như vậy, Đức Phật rất là tâm lý. Bây giờ ngài nói về năm cái điểm tích cực. Nếu người chăm sóc có năm đặc tính này thì người bệnh sẽ chống khỏi, không nằm liệt gì. Năm đặc tính đó là gì? Một, người ấy biết phân biệt các loại thuốc.
rành sử dụng các loại thuốc. Hai, người ấy không biến giác, luôn luôn thức trước ngủ sau. Ngày thực tế người chăm sóc là phải như vậy. Người ấy thường trò chuyện với bệnh nhân, ít ngủ nghỉ. Người ấy săn sóc đúng pháp, cung dưỡng, không ham chuyện ăn uống. Năm, người ấy có khả năng nói pháp cho bệnh nhân nghe. Cái điều này là cái điều rất hay. Bây giờ thì mình có thể nói là mặc nói pháp thì khi mà nói không được cho mình phải lựa những cái điều hay, những điều mà để mà mình khuyến khích, mình để trấn an tinh thần, mình để khuyến khích, để cố vấn. Đó là những cái điều đó là những cái điều đòi hỏi sự hạ mình phải tìm hiểu, và đồng thời mình có một cái tinh thần lạc quan thì mình mới khuyến khích người khác được, động viên người đó. Thật ra mà cũng rất là quan trọng, cái điều đó quan trọng. Không còn nghe được hả? Không biết các anh chị có còn nghe được hay không? Mà để thấy chữ tính chữ zero. Hello. Dạ rõ hả? Dạ cảm ơn. Nếu mà có đầy đủ năm cái đặc tính đó thì người bệnh sẽ tránh khỏi, nếu người săn sóc có năm đặc tính như vậy. Như vậy này các tỳ khưu, khi săn sóc người bệnh hãy tỉnh giác lìa bỏ năm điều trước và lúc nào cũng ghi nhớ thực hành năm điều sau. Các thầy phải huân tập như thế. Các tỳ khưu sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Đó Đức Phật có nói như vậy. Không biết có ai có thể chat riêng cho chị Thanh Hoàng á, nó có thể chạy ra chạy vào được hay không? Sao thấy đánh chữ zero? Ai có thể chat riêng, nhờ qua chấm ba chat riêng. Dạ. Yeah. Có thể chạy ra chạy vào thì như thế nào? Có cái máy có bị trục trặc gì đó. Các người khác thì nghe được mà chỉ có Thanh Hoàng 20-20 là nói rằng không có nghe được. Bây giờ nghe rõ được chưa? Dạ, do máy Thanh Hoàng. Thanh Hoàng nghe rõ được chưa? Dạ, bây giờ chúng tôi xin đọc cái phần thảo luận. Trong bài kinh đầu tiên của Tăng Nhất A Hàm, một bệnh nhân không phân biệt được loại thức ăn, thức uống thích hợp và thời gian thích hợp để tiêu thụ những thứ này thì bệnh của người ấy sẽ nặng hơn. Và cũng như thế, nếu bệnh nhân không biết dùng thuốc. Bài kinh trong Tăng Chi Bộ cũng có lời khuyên tổng quát tương tự như thế. Bệnh sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu bệnh nhân không làm những gì phù hợp và liên quan đến những gì phù hợp không biết điều độ. Tức là không phải là nhiều khi mình làm theo mình muốn hết thì mình lại làm nhiều quá, cho bác sĩ nói uống một ngày một viên thôi, mình làm luôn hai viên ba viên như vậy, hoặc là bác sĩ nói chỉ ăn một tô cháo thôi, mình lại ăn ngày là ba bốn chén cháo như vậy. Thành thử ra mình phải biết, dùng điều độ và hiểu rõ cách sử dụng thuốc. Và cả trong hai nguồn A Hàm cũng như Nikaya đều có nói như vậy. Những yếu tố khác ngăn cản sự phục hồi của bệnh nhân trong bài kinh Tăng Nhất A Hàm là thái độ cáo kỉnh và thiếu lòng từ đối với người săn sóc mình. Bài kinh trong Tăng Chi Bộ thay vào đó mô tả một bệnh nhân không tiết lộ bệnh tình của mình xấu đi hoặc cải thiện và không thể chịu đựng cơn đau. Tức là nó có chỗ này, cái bài kinh trong Tăng Chi Bộ thì không nói lòng từ, nhưng mà chỉ nói rằng cái người đó không có nói rõ cái bệnh tình của mình như thế nào, không có không có thành thật với bác sĩ hoặc là với y tá thì làm sao họ biết. Nhiều khi không có nói rõ hết những cái cơn đau của mình như thế nào, hoặc là mình ăn uống như thế nào mình giấu thì mình không có nói rõ. Mình phải nói, phải khai cho rõ, khai báo cho rõ để bác sĩ hoặc y tá họ có thể biết để mà họ chẩn được cơn bệnh hoặc những cái triệu chứng của mình như thế nào. Cả hai bài kinh có điểm chung là liệt kê năm yếu tố đối nghịch để giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng. Thì so sánh hai bài kinh mình thấy rằng bên nào cũng có nói năm điểm, mà có những điểm có thể không giống nhau. Bây giờ mình sao mình tổng hợp được cả hai nguồn. Đó là cái ý của ngài Tỳ Khưu Analayo. Kết hợp hai bài kinh và trình bày kết quả tóm tắt, những phẩm chất sẽ giúp bệnh nhân được phục hồi nhanh chóng là: một, chỉ dùng thực phẩm và đồ uống thích hợp, đồ ăn đồ uống thích hợp thôi. Thấy đó là thực tế cho đến bây giờ, nghe lời bác sĩ, nghe lời những người có kinh nghiệm, mình chỉ ăn uống làm sao cho thích hợp cho cái cơ thể của mình. Thứ hai, dùng chúng đúng lúc và có chừng mực, ăn uống cũng đúng lúc, không phải lúc nào cũng đòi ăn. Nhiều cái người bệnh đòi ăn đủ thứ và có chừng mực, mình ăn vừa phải, ăn uống vừa phải thôi.
Thứ ba là uống thuốc theo toa, là bác sĩ dặn ra cái toa thuốc thì mình chỉ uống theo đó, dùng đúng như vậy chứ đừng có thay đổi. Bốn, tiết lộ trung thực tình trạng bệnh và không cáo kỉnh khó chịu, cái điều này rất là quan trọng. Thứ ba, thứ năm, nuôi dưỡng lòng từ đối với người chăm sóc và kiên nhẫn chịu đựng cơn đau. Cái lời khuyên này mình thấy thực tế đó, mình phải biết ơn, có lòng thương yêu cái người ta đến chăm sóc mình, và đồng thời mình phải có cái lòng kiên nhẫn, mình chịu đựng những cái cơn đau đớn. Cái điều này là càng ngày chúng tôi càng thấy thấm thiết chỗ đó. Và chúng tôi không có ngại, không có tự ái. Khi gặp bác sĩ thì mình có cái bệnh gì đó mình nói thật ra. Mình không có giấu mình ăn uống như thế nào. Nhiều khi mình ăn quá độ hay là mình đã thích ăn cái này cái kia không đúng thì mình cũng nói để bác sĩ lấy ý kiến của bác sĩ. Rồi mình phải biết ơn những người tới chăm sóc mình. Mình làm sao mình tập chịu đựng cái cơn đau của mình. Cái chỗ này thì cái chỗ khó, và mình hành thiền nó sẽ giúp cho mình được cái chỗ đó. Tức là khi mình hành thiền, cái tâm mình cái chịu đựng, mình thấy rõ được, mình có thể tách rời sự cái cơn đau của thể xác với lại cái phản ứng tâm lý của mình. Cái điều này là cái kinh nghiệm riêng của chúng tôi. Chúng tôi thấy rằng khi mình hành thiền, cái ích lợi đó là cái ích lợi thấy thực tiễn trước mắt. Khi mình thấy được cơn đau, mình lấy cơn đau làm cái đề mục để mình quán soi, mình chiếu, mình thấy nó lên xuống, nó tăng giảm như thế nào, mình theo dõi, mình biết. Rồi khi mình trở về thực tế, mà khi bị đau đớn ở trên giường bệnh hay bệnh mình không có cáo kỉnh, mình nhìn nó, mình xem nó như là một cái chuyện tự nhiên, không có mong cầu cho nó hết đi rồi không hết cho mình nóng giận, mình bình thản, mình nhìn. Điều này nói là không phải lúc nào cũng thành công. Nhưng mà mình biết đó là cái hướng mình phải tu tập. Có khi mình làm được, có khi làm không được, bởi vì mình vẫn còn là người phàm, chỉ có bậc thánh mới chịu đựng được hoàn toàn. Nhưng mà mình thấy được tập được chút nào thì nó có lợi trước mắt chút đó. Thì đây là cái kinh nghiệm của chúng tôi. Liên quan đến phẩm chất của một người chăm sóc bệnh nhân, trong bài kinh Tăng Nhất A Hàm và Tăng Chi Bộ, cả hai bài kinh đều đề cập đến vấn đề người chăm sóc thiếu khả năng hoặc thiếu năng lực phán đoán khi quản lý thuốc chữa trị. Bài kinh trong Tăng Chi Bộ trình bày vấn đề này bằng hai yếu tố, trong đó người chăm sóc thiếu khả năng pha chế thuốc và thiếu phán đoán khi nào nên dùng thuốc và khi nào nên giữ lại. Cái này cũng là cái điều rất là thực tế, mặc dù Đức Phật là giảng về tu tập, nhưng mà những điều này mình thấy có liên quan đến vấn đề y tế mà rõ ràng cho tới bây giờ. Yếu tố thứ hai trong kinh Tăng Nhất A Hàm, thay vào đó là sự sơ suất. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến việc cung cấp đủ thuốc và chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân. Tức là hai cái bài kinh đều chắc là cái người mà chăm sóc bệnh nhân, cái người đó cũng phải ít ra cũng phải có kiến thức tối thiểu về các loại thuốc này, và phải có kinh nghiệm này. Là cái điều này lý tưởng nhưng mà cần thiết. Một đặc tính chỉ thấy ở trong đề cập trong bài kinh của Tăng Nhất A Hàm là người chăm sóc thường nổi sân và ham ngủ nghỉ. Nhiều khi mình chăm sóc lâu đời quá, một hai buổi thì được, nhiều khi mình chăm sóc nhiều lâu và dài, nhiều khi mình cũng hay nổi sân. Cái điều đó thấy rất là thực tế. Đặc tính tiếp theo trong bài kinh Tăng Nhất A Hàm và bài kinh Pali tương đương chuyển sang vấn đề người chăm sóc vì lợi ích vật chất. Cái chỗ này là cũng cái chỗ mà mình hiểu. Trong cái bối cảnh Ấn Độ cổ đại, Ấn Độ thời Đức Phật, các tu sĩ phải chăm sóc lẫn nhau. Do đó, một số tu sĩ phải đảm nhận công việc điều dưỡng những người bị bệnh và cần được chăm sóc. Khi các nguồn vật chất do các tín đồ cư sĩ cung cấp trở nên dồi dào để hỗ trợ bệnh nhân và những người chăm sóc, đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc những người bệnh có thể được thúc đẩy bởi mong muốn kiếm lợi vật chất và thực phẩm cung cấp. Đó, cái điều này là cái điều thực tế, Ngài cũng đi dạy rất là hay. Tức là khi mà có một cái người nào đó bị bệnh trong cái cộng đồng tu sĩ đó, thì người ta thấy đem thức ăn, thức uống, những cái phương tiện vật chất tính cung cấp. Thì đó cũng là một cái nguồn cám dỗ. Và một số người khác còn khỏe mạnh đến chăm sóc là cũng vì muốn chia sẻ cái lợi nhuận đó. Mình thấy là cái điều này nó xảy ra từ trong thời Đức Phật. Có thể một phần nào đó có đang xảy ra trong một vài nhóm ở ngay trong thời đại chúng ta bây giờ. Nhưng mà mình thấy đó là một cái khía cạnh rất thực tế.
của đời sống của con người. Từ xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy thôi, mình hiểu được. Thay vào đó, như nêu ra rõ ràng trong bài kinh Tương Ưng Bộ, ta chỉ nên chăm sóc người bệnh vì lòng vị tha được thúc đẩy bởi tâm từ. Tức là cái người mà đi chăm sóc bệnh nhân đó, mình phải chăm sóc, mình phải có tâm từ, vì lòng vị tha, thương yêu người khác tới chăm sóc, chứ không phải là vì bổn phận hay là vì những cái quyền lợi vật chất nào đó. Mình phải, cái đó là mình phải thấy rõ nha. Ngay cả ở đây cũng vậy, ở trong xứ Úc này, một số người họ đi làm được trả tiền, họ làm rất là miễn cưỡng. Những người chăm sóc bệnh nhân được chính phủ trả tiền, hoặc là có những trường hợp, không phải tất cả, nhưng một vài cái trường hợp tiêu cực thôi, tức là con cái bỏ cha mẹ vào trong viện dưỡng lão, rồi lâu lâu tới thăm như vậy để mà lấy lòng để cha mẹ có thể sửa lại cái di chúc này kia, để mà khi mà cha mẹ chết rồi thì trao lại gia tài cho mình, cho những người tới chăm sóc. Thì họ tới một vài trường hợp chứ không phải tất cả, nó có xảy ra những cái trường hợp như vậy. Mình thấy nhiều khi mình phải biết cái tới cái người mà chăm sóc người khác thì chăm sóc với cái tâm gì, ý đồ như thế nào, có những cái nguyên nhân thúc đẩy như thế nào, mình phải biết. Một cái yếu tố khác chỉ thấy trong tăng chi bộ là sự ghê tởm mà một người chăm sóc bệnh nhân có thể cảm thấy khi phải lau dọn phân, nước tiểu, đồ nấu mửa và đàm mũ. Cái chỗ đó là cũng có một cái điều, những chăm sóc đó, người bệnh mà nằm ở trên giường bệnh rồi cũng làm vệ sinh, đi tiêu, đi đái, đi tiểu, đi tại chỗ này nọ, rồi mình hoặc nôn mửa như vậy, rồi mình tới mình phải chùi rửa, thay quần áo, thay giường bệnh rồi này kia, cái tâm của mình như thế nào, mình làm với cái tâm từ hay là với có một cái gì ghê tởm nào đó trong tâm, mình phải để ý chỗ đó. Yếu tố cuối cùng trong cả hai phiên bản nêu rõ tầm quan trọng của việc trò chuyện với bệnh nhân. Cả hai phiên bản về A Hàm cũng như Nikaya nói rõ cái vấn đề này, tức là nói về là mình sao mình phải trò chuyện, nói chuyện và khuyên giải bệnh nhân như thế nào. Bản kinh Tăng Nhất A Hàm cho thấy rõ ràng, nếu người chăm sóc không quay lại trò chuyện với bệnh nhân, điều này sẽ cản trở sự phục hồi của bệnh nhân. Bài kinh tương đương trong Tăng Chi Bộ nói cụ thể hơn về người chăm sóc không có khả năng giải thích khích lệ, làm cho bệnh nhân không được phấn khởi hay hoan hỷ bằng những loại pháp thoại. Tức là mình phải nói như vậy, người chăm sóc phải có cái khả năng đó. Nhu cầu chăm sóc tinh thần của bệnh nhân và cung cấp một nguồn an ủi thông qua trò chuyện và khuyên giải là một chủ đề được trình bày trong các chương tiếp theo, cho thấy Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài vì lòng từ bi đến thăm người bệnh và người sắp chết để khuyên nhủ qua các bài pháp thoại. Liên quan đến bài kinh trong chương này, giáo sư De Silva giải thích như sau. Đáng chú ý ở đây là người chăm sóc bệnh nhân phải có khả năng không những chỉ chăm sóc cơ thể người bệnh bằng cách cho ăn và dùng thuốc đúng cách, mà còn phải có khả năng chăm sóc tinh thần của bệnh nhân. Người ta ai cũng biết rằng lòng tử tế của các bác sĩ và y tá gần như có hiệu quả như thuốc chữa trị, giúp bệnh nhân giữ vững tinh thần và chống phục hồi sức khỏe. Là bác sĩ và bệnh y tá đó, nhiều khi tới là khuyên, không phải chỉ có tài trị cho chẩn bệnh cho thuốc, mà phải có cái có khéo léo lúc những cái lời nói, những cái tinh thần, những cái thái độ tích cực và sự cảm thông, và nói khéo léo để mà khuyên giải, để cũng làm cho bệnh nhân cảm thấy vững tinh thần hơn. Khi một người tuyệt vọng hoặc bất lực vì bệnh tật, một lời nói tử tế và một hành động dịu dàng sẽ trở thành nguồn an ủi và hy vọng. Chỗ này quan trọng. Bài kinh trong Tăng Nhất A Hàm và Tăng Chi Bộ tiếp tục giải trình bằng cách liệt kê 5 phẩm chất tốt của người chăm sóc sẽ giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng. Kết hợp hai bài kinh một cách tóm tắt và tập trung vào những điểm cốt yếu, sau đây là những phẩm chất chính mà người chăm sóc sẽ tạo điều kiện cho sự phục hồi của bệnh nhân. Một là dùng thuốc đúng cách. Thứ hai là chú ý đến nhu cầu của bệnh nhân. Thứ ba là không ghê tởm với những chất ô uế do bệnh nhân tiết ra. Thứ bốn là sẵn sàng trò chuyện với bệnh nhân, và thái tâm là luôn luôn duy trì một động lực vị tha và không cáo kỉnh với bệnh nhân. Cái điều này khó lắm.
Chúng tôi cũng như có một số các anh chị ở đây đã chăm sóc người già, chăm sóc người bệnh thì thấy mình thấy là những cái điều này những cái điều đúng hết á, nhưng mà mình có làm được hay không cũng khó khi mình chăm sóc người người bệnh. Toàn bộ các phẩm chất này cho thấy giáo lý của Phật giáo sơ kỳ liên quan đến bệnh tật không chỉ giảng dạy đến những gì trực tiếp trong phạm vi tu tập đưa đến giác ngộ, mặc dù rõ ràng đó là mục tiêu tối thượng, tối hậu hướng đến giác ngộ giải thoát. Giáo lý đó cũng bao gồm các lời khuyên thực tế cho những người bị bệnh. Ra mình thấy rõ ràng như vậy. Những cái bài kinh ghi lại trong kinh điển Nguyên Thủy. Chữ Nguyên Thủy ở đây tức là trong cái thời kỳ Phật giáo sơ kỳ đó, khoảng 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, mình thấy rõ. Như trong các nguồn Pali và A Hàm, cả hai nguồn này, mình thấy là không phải chỉ cho cái mình tu tập nơi tâm thôi, mà có những cái lời khuyên rất là thực tế. Mặc dù cái nòng cốt chính của những lời dạy của Đức Phật là để hướng đến cái mục tiêu tối hậu là giải thoát giác ngộ, nhưng mà mình cũng phải ngày ngày cũng chỉ chúng ta cũng phải có những cái lời khuyên như thế nào để chúng ta đối phó với những cái vấn đề thực tế ngay trong cái đời sống bây giờ, đời sống hàng ngày. Ra nó trở lại cái vấn đề mà chúng tôi có thường nói đi nói lại bắt đầu từ cái cuốn sách Những Lời Phật Dạy, tức là giáo lý của Đức Phật giúp chúng ta đưa đến hướng đến ba cái nhóm hạnh phúc. Thứ nhất là mình làm sao có hạnh phúc an lạc ngay bây giờ trong cái đời sống bây giờ, mặc dù nó là nó ngắn ngủi, nó vô thường, nhưng phải có, mình phải có sự an vui ngay bây giờ trong đời sống này, trong kiếp sống này. Thứ hai là có những cái hạnh phúc an vui ngay trong đời sau thì mình còn phải tái sinh luân hồi nữa, chứ không ai mà tu một đời một kiếp là xong, còn phải tái sinh luân hồi nhiều nhiều kiếp nữa. Thì làm sao mình có phước, mình tạo phước để mình có thực được an vui trong những cái đời kế tiếp để mình tiếp tục cái con đường tu tập của mình. Và cuối cùng là hạnh phúc tối hậu, tức là mình không còn phải tái sinh luân hồi nữa, tức là mình đắc niết bàn, mình giải thoát giác ngộ, mình thể nhập niết bàn. Đó là ba cái loại hạnh phúc mà chúng ta đừng có quên, chúng ta đọc chúng ta thấy từ những cái điểm thực tế ngay bây giờ tới những đời sau, và cuối cùng là không còn tái sinh luân hồi nữa. Một những lời khuyên như thế không phải chỉ là những lời nói suông. Tạng luật ghi lại câu chuyện chính Đức Phật đã tự tay chăm sóc các tỳ khưu bị bệnh như là một tấm gương truyền cảm hứng cho các vị đệ tử khác. Cái này chúng tôi cũng có ghi trong một cái bài kinh trích từ Tạng Luật ở trong cái trang web này, thì các anh chị có thể đọc. Sau khi đọc hai cái phần những cái bài kinh của A Hàm, chúng tôi có trích ra bài kinh trong Gia để mà so sánh đối chiếu. Rồi cuối cùng cũng có một bài kinh trích trong Tạng Luật nói về việc Đức Phật tự tay ngài chăm sóc một vị đệ tử bị bệnh. Câu chuyện này là duyên sự để Đức Phật giảng về năm đặc tính của người bệnh và người chăm sóc bệnh nhân, như ghi lại trong Tạng Luật cũng như trong Tăng Chi Bộ và Tăng Nhất A Hàm. Theo Tạng Luật Pali, chương Y Phục ở trong Đại Phẩm, một ngày nọ Đức Phật tình cờ gặp một tỳ khưu bị bệnh nhưng không được các bạn đồng tu quan tâm, để vị ấy nằm trong đống phân của chính mình. Với sự trợ giúp của ngài thị giả Ananda, Đức Phật tự tay lau rửa chăm sóc vị tỳ khưu bị bệnh ấy. Sau đó ngài khiển trách các tỳ khưu kia và dạy rằng các vị ấy phải có bổn phận chăm sóc bạn đồng tu bị bệnh, phải xem việc chăm sóc ấy như thể họ đang chăm sóc chính Đức Phật. Mình thấy cái câu này rất là hay, tại vì các vị tỳ khưu đó lúc đó chưa có quyết, thấy một cái vị người bạn bị bệnh như vậy bỏ bê, mà khi Đức Phật bệnh thì họ quan tâm, cũng giống như bây giờ khi mà ông thầy mà nổi tiếng của mình bị bệnh thì mình quan tâm tới cúng dường đủ thứ thế. Nhưng mà khi một vị tu sĩ mới tu hay một vị tu sĩ không nổi tiếng bị bệnh thì mình biết tin rồi thôi, mình không có quan tâm. Cái tâm lý rất là bình thường. Nhưng mà Đức Phật nói rõ và dạy các vị tỳ khưu đó phải chăm sóc những người bị bệnh giống như là chăm sóc ngài, phải đối xử và kính trọng, phải thương mến như vậy. Cái điều này thấy Đức Phật rất là tâm lý. Như ghi nhận của giáo sư Da Silva, Đức Phật không chỉ ủng hộ tầm quan trọng của việc chăm sóc người bệnh, ngài còn nêu gương sáng cao quý bằng cách tự mình chăm sóc người bệnh không còn sức lực. Mình thấy Đức Phật mặc cho lúc đó là một vị giáo chủ lãnh đạo tăng đoàn,
Nhưng ngài ngài tính, ngài chính tự tay mình, ngài thấy người kia bệnh và bị bỏ bê, ngài mới ra lệnh hay là nói với ngài Ananda đi theo ngài, giúp ngài. Hai người Đức Phật và ngài giả Ananda tự tay lau rửa thay quần áo, thay y phục, xin lỗi, y thay y cho những người bị bệnh. Rồi sau đó Đức Phật mới dạy các vị tỳ khưu khác phải biết người ta chăm sóc. Ra ngài làm cái gương, ngài tự tại ngài làm gương, chứ không phải là ngài chỉ nói suông. Bên cạnh việc ghi nhận lòng từ bi của Đức Phật đã tự tay lau rửa thân thể của một trong những đệ tử của ngài, một khía cạnh đáng chú ý khác là câu chuyện trên, về câu chuyện trên là sự thiếu quan tâm của các vị tu sĩ kia. Câu chuyện mang đến một ấn tượng rằng chăm sóc một người bạn đồng hành trong đời tu sĩ không nhất thiết phải được coi là một nghĩa vụ hiển nhiên. Bởi vì nếu không, các tu sĩ sẽ không cần phải được khuyến dạy rằng họ nên chăm sóc người bệnh. Đức Phật rõ ràng đã phải làm gương để truyền cảm hứng cho các đệ tử xuất gia về lòng từ bi, thúc đẩy người ta sẵn sàng chăm sóc người khác, không phụ thuộc vào việc bệnh nhân có thể trả ơn về sự chăm sóc ấy. Lòng từ bi trong việc điều dưỡng như thế trở thành một khía cạnh không thể thiếu và thậm chí là đặc trưng của giáo lý của Đức Phật. Thì đó là cái sự ghi nhận của ngài tỳ khưu Analayo. Ngài thấy rằng trước đó nữa thì các vị tỳ khưu chỉ lo tu, không để ý bạn mà bạn đồng tu của mình có bệnh hoạn như thế nào cũng không có để ý chăm sóc. Nhưng mà Đức Phật thấy được như vậy, ngài khiển trách, ngài làm gương, chính tay ngài phải tự tay chăm sóc cái người bị bệnh đó. Sau đó là ngài dạy, dạy là tất cả ở trong một cái cộng đồng như vậy thì phải có lòng từ bi, săn sóc lẫn nhau. Đó điều là cái lòng từ đó rất là quan trọng, chứ không phải chỉ lo tu thôi. Tầm quan trọng của lòng từ bi cũng được ghi rõ trong danh sách các phẩm chất tốt của người chăm sóc và người bị bệnh, nêu ra những hậu quả có lợi của thái độ thương yêu và đồng cảm, không cáo kỉnh và bất cẩn. Đây có lẽ là khía cạnh nổi bật nhất ở trong chương này. Thái độ chân thành của lòng vị tha và lòng từ sẽ giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Đó là một thái độ cần phải được nuôi dưỡng bởi cả bệnh nhân lẫn người chăm sóc. Thật ra mình thấy hai cái bài kinh này trong A Hàm cũng như trong bài Tạng Nikaya rất rõ ràng, và Đức Phật ngài giảng đồng điều. Cả giảng có những cái lời khuyên cho người bị bệnh cũng như có những lời khuyên cho người chăm sóc bệnh nhân. Cả phe hai bên đều phải thực tập hết. Ra mình thấy ngài giảng đầy đủ, rõ ràng, cân bằng của cái người bệnh nhân lẫn người chăm sóc bệnh nhân. Hai bộ phẩm chất gây bất lợi hoặc có lợi cho sự phục hồi của bệnh nhân có liên quan đến hai bộ phẩm chất gây bất lợi hoặc có lợi cho một bệnh thần giả trên con đường hành thiền, tu tập tâm ý đưa đến giác ngộ giải thoát. Hai bộ phẩm chất này là các triền cái và các chi phần giác ngộ, sẽ là chủ đề của các chương tiếp theo. Tức là nếu mình suy rộng ra đó thì mình thấy rằng nó có liên quan đến việc làm sao mình đối trị với các triền cái, các những cái điều mà tiêu ngăn che cho cái sự giác ngộ của mình, đồng thời nó cũng giúp những cái vấn đề tích cực là giúp cho mình tiến tới phát triển những cái chi phần giác ngộ. Thì những cái điều đó sẽ được ngài Tỳ Khưu Atayo bàn thêm, khai triển thêm trong những cái chương tiếp theo. Thì đó là chúng tôi xin đọc chấm dứt cái phần nói chuyện ngày hôm nay. Thì bây giờ thì cũng còn 30 phút nữa, không biết là các anh chị có những cái thắc mắc nào hay không. Nếu có thì có thể chat lên để chúng tôi có thể cố gắng giải đáp. Hello, không biết còn nghe rõ không ạ?
À, xin lỗi, đã có điện thoại gọi từ bên từ xa, từ bên Mỹ cũng như bên miền Đông nước Úc, thì bữa nay là ngày sinh nhật của cô ba của Jennifer, thành thử gọi điện thoại. Giờ không biết bây giờ có anh chị có còn có những cái câu hỏi nào nữa hay không ạ? Nếu không thì bữa nay cũng còn sớm, không biết là các anh chị có những cái thắc mắc nào. Nếu không thì chúng tôi có thể xin chấm dứt sớm có ngày bữa nay. Theo kinh nghiệm của Vinh thì nên hành thiền như thế nào? Chà, cái câu hỏi này đâu có dính mắc gì, dính dáng gì tới cái bài chủ đề của ngài nói chuyện hôm nay. Thật sự ra thì chúng tôi thì hành thiền một ngày hai lần, sáng sớm và tối trước khi đi ngủ. Và mỗi lần như vậy thì chúng tôi chỉ cố gắng thông thường thôi, khoảng 30 phút, 30 phút để giảm cân đào và để nói. Và khi mà mình hành thiền như vậy thì mình ngồi một phút thì mình thấy đau. Mình thấy đau. Đau có thể khi nó nhức chân, có thể là nhức đầu gối này nọ, đau là cái tự nhiên. Bởi vì nhớ có lần nhiều năm trước, khoảng bây giờ lâu rồi, nhìn lại cũng khoảng hơn 20 năm trước, gần 30 năm trước, thì 20 năm trước đúng không, 25 năm trước. Thì có lần ngài Thanh Từ lúc đó còn khỏe, ngài có sang Úc, được thỉnh mời sang Úc hai lần. Thì lần đầu sang Úc thì lần nào chúng tôi cũng làm thị giả cho ngài. Thì có lần có một chị Phật tử có hỏi ngài Hòa Thượng là thầy ngồi thiền có đau hay không. Thì ngài trả lời rất nhẹ nhàng, đau chứ không đau sao có, nhưng mà chịu được. Tức là mình ai ngồi thiền cũng đau hết, chứ không phải là không đau, nhưng mà mình chịu đựng được, mình coi cái tâm của mình. Cái cơn đau nó giống như là một cái lượng sóng đưa lên tới cực độ rồi thì nó dừng lại, rồi nó sẽ giảm xuống, rồi lại có một cơn đau khác nó xảy ra. Đây là nói chuyện hành thiền. Thì mình nhìn đó, mình thấy được cái sự sinh diệt của nó, mình không có vội vàng. Dĩ nhiên là khi nào mình đau quá, mình chịu không được nữa thì mình có thể mình xả ra, mình xoa bóp này nọ. Mà thông thường mình chịu đựng được thì mình thấy nó sẽ lướt qua được. Nhưng mà lướt qua được một hai lần rồi nó sẽ có kinh nghiệm. Và những lần sau nó sẽ lướt đi, mình sẽ bình tĩnh, mình đối diện với những cái cơn đau đó. Thì đó là mình nhìn. Và tới một lúc nào đó thì mình sẽ thấy được rằng nó là cái đau, là đau thể xác thôi. Chứ còn cái tinh thần mình nó cũng bình thản. Mình nhìn cái cơn đau nó tăng giảm như thế nào, nó rất là thích thú. Đó, lúc đó là mình mới nói là mình có cái tuệ sinh diệt, là mình thấy được sự sinh diệt của đối tượng là ngay ở chỗ đó, chứ không phải là mình lý luận nữa. Lúc đó không có thời giờ để lý luận, mình chỉ nhìn nó tăng lên, rồi cái tâm của mình nó nhiều khi nó lo sợ, nó cáo kỉnh đủ thứ chuyện, là mình phải tập. Rồi sau đó rồi trở về cái đời sống bình thường thì chúng tôi có thường hay có chia sẻ nhiều lần ở trên Facebook cũng như trong những cái diễn đàn khác đó, là mình cũng có thể có những cái cơn đau trong cái đời sống bình thường, mình dùng nó làm cái đề mục. Mà cái rõ ràng chúng tôi hay chia sẻ đó là đi khi mà mình đau răng, mình đi gặp bạn nha sĩ để mà làm răng, có thể trám răng hay là gì đó làm răng. Và mình thấy là khi mà nha sĩ bắt đầu, mình ngồi trên cái ghế, nha sĩ bắt đầu chích cái mũi thuốc tê hoặc là dùng cái khoan cái răng mình ra, mình thấy đau ghê lắm. Ai cũng sợ cái chuyện đó. Lúc đầu thì mình cũng sợ, nhưng mà sau đó rồi chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái đề mục để mình tập, không phải là chỉ ngồi trên chiếu thiền mới tập thôi. Đây là cái lúc mà mình tập, mình hành thiền, mình áp dụng thiền ngay trong cái đời sống. Thành ra chúng tôi ngồi đó, mình ngồi rồi mình buông xả, mình đưa cái miệng ra, mình nói là đây là cái tâm, cái thân nó đau, nhưng mà làm sao mình để cố gắng đừng để cái tâm nó đau theo, mà chấp nhận cái cơn đau đó. Mình không có một cái lựa chọn nào khác, không có cái thái độ cáo kỉnh. Mình biết là cái người nha sĩ, mình biết ơn họ, có lòng từ đối với nha sĩ, bởi vì người nha sĩ, cái vị đó họ đâu có muốn làm tàn nhẫn với mình, đó là công việc của họ là để chữa lành cho mình, nhưng mà cái đau là không thể tránh được thôi.
Mà đó là mình không có trách móc, mình tin tưởng, mình có cái lòng biết ơn, mình tin tưởng, tức là trong cái tinh thần của bài kinh này Đức Phật nói là cái người bệnh phải có lòng từ đối với người chăm sóc bệnh, là ngay chỗ đó. Mình không có nói là tại vì thế này thế kia, mà bây giờ mình hoàn toàn tin tưởng vào cái khả năng của vị nha sĩ, cũng như mình tin tưởng vào cái lòng tốt, cái thiện tâm của vị nha sĩ đó, nên là mình có cái lòng tử tế, mình không có quán trách, đưa miệng ra mình chịu bình thản, mình chịu, mình thấy cái khi mà nó nhói đau khoan nữa, cái tự nhiên mình giật mình, cái tay mình níu lại, đấm ở trên cái thành ghế căng thẳng, nhưng mà nhìn lại được thì tự nhiên mình dịu rồi, để nó đau chỉ là cái cơn đau đó. Đau hết cái cơn này qua tới cơn khác, mình thấy mình theo dõi cho tới hết cái buổi làm răng. Và đó là một kinh nghiệm rất là thực tế, mà mấy lần sau chúng tôi đi chúng tôi không có sợ nữa, mình bình tĩnh, mình biết nó đau nhưng mà mình không có cáu kỉnh. Rồi đó là Đức Phật coi đúng trong cái tinh thần của bài kinh này, đó là mình phải biết chịu đựng, mình biết cái cơn đau của mình, và mình phải có cái lòng thông cảm tử tế với người bệnh. Đúng rồi, khó lắm, nhưng mà phải tập thôi, bởi mình không có lựa chọn nào khác hết, mình phải chịu đựng được như vậy. Phải là có cái kiên nhẫn. Cái điều Đức Phật nói là thứ nhất là mình có lòng từ đối với người chăm sóc mình, tức là có lòng từ bi đối với bác sĩ và y tá. Thứ hai là mình phải có kiên nhẫn chịu đựng cơn đau. Nếu mình không có lựa chọn nào khác, mình chỉ có cái đó, hoặc là mình cáu kỉnh, mình giận, mình trách móc, mình khóc than la khóc gì, được cái gì. Thì ra khi đến đến lúc đó mình không có lựa chọn, chỉ có cái là mình tập được cái tâm của mình. Nói như vậy thì nó lý tưởng, dĩ nhiên chúng tôi nói là chúng tôi chỉ là một phàm nhân thôi, nhiều khi mình cũng bực chứ không phải không, nhưng mà mình tập từ từ, tập tới vui như vậy, là khi nào mình nổi cơn lên, mình đau, mình nổi cáo kỉnh lên, nổi giận lên, cái mình thấy được liền, thấy được liền, khi mà mình nhìn thấy được cái cơn giận của mình, cái mình dịu xuống liền. Đó, thì mình thấy, mình tập từ từ, mỗi ngày chút chút như vậy, chứ không phải mà tự nhiên mà nó hết đau được, tự nhiên mà bình thản được đâu. Anh Dũng có đồng ý như vậy không? Mình thất bại nhiều lần, nhưng mà thất bại là mẹ thành công. Mình biết những lần sau nếu mà mình có nổi giận lên, mình có nổi sân, có nổi thì cũng chút là thôi, chứ không có nó không có kéo dài lâu. Chứ còn nói là mình không nổi sân, không nổi giận thì cũng không đúng, không sợ thì cũng không đúng, nhưng mà mình sợ nhưng không có sợ lâu, không có lo lắng, mình biết, mình chấp nhận như vậy. Cũng như bây giờ mình biết rồi thì mỗi lần đi làm răng không có sợ nữa. Chúng tôi đi làm răng rất là bình thường, đau thì có đau nhưng mà không có sợ. Mình tin tưởng cái cô nha sĩ đó là cũng muốn làm gì làm, đưa cái miệng ra làm gì làm. Rồi trong cái thời gian đó mình cũng thấy khó chịu lắm chứ không phải là không, nhưng mà mình bình tĩnh, mình tin tưởng. Cũng như chúng tôi đi giải phẫu mấy lần, dĩ nhiên mình không còn đau nữa, khi mà chích thuốc tê rồi mình không còn đau, trước chích thuốc mê rồi mình chụp mê rồi thì mình ngủ đấy, để bác sĩ muốn làm gì làm. Nhưng khi mà mình tỉnh rồi, đưa trở về phòng hồi sức rồi, nó bắt đầu đau nhất trở lại. Đau nhất thì mình thấy khó chịu, trên giường một thời gian mình thấy khó chịu ghê lắm, những ai có bệnh rồi mới biết. Nhưng mà phải tập như vậy thôi, chứ không có cái cách nào trốn chạy được hết. Đừng có nghe lời những cái lời tuyên truyền quảng cáo mộng mị rằng là uống cái thuốc này, uống thuốc kia là trường sinh bất tử, không bao giờ đau này kia, hoặc là tập cái pháp yoga này theo cái pháp hành thiền kia là lúc nào cũng khỏe mạnh. Cái chuyện đó không đúng. Có sinh là có, đó là có già là có bệnh, có bệnh là có đau, rồi chết, không tránh được. Đó là thành thử ra mình phải tập ngay từ bây giờ, đừng sợ. Đó là cái điều mà chúng tôi thấy, một những cái điều mà tại sao chúng tôi gắn bó với đạo Phật là ngay chỗ đó, là một cái đạo thực tế và khách quan, nói thẳng vấn đề, mình biết để mình tập, chứ mình không có cái lựa chọn nào khác hết. Phải tập, còn phải thông nhờ như vậy mà mình phải thông cảm với người khác. Khi mình có đau rồi thì mình phải thông cảm những người đau. Những khi mà con mình hoặc chồng, vợ hay là anh em trong nhà hoặc cha mẹ bị đau đớn thì mình biết, mình thông cảm, rồi mình có những lời khuyên, rồi mình cũng phải tập hiểu được những cái bệnh lý như thế nào để giúp cho họ nữa. Và cái điều này cũng quan trọng lắm, phải đi, nếu mình không biết là đi hỏi những người họ rành,
chứ đừng có tin theo những tin đồn đoán này kia trên mạng, ở trong YouTube này nọ. Hỏi bác sĩ, những người có một cái nghiệm và có những cái khả năng hiểu biết về bệnh lý, những cái loại thuốc này. Cái điều này cũng quan trọng lắm. Nhiều khi mình thích nghe tin đồn đại này kia, rồi chỉ dẫn sai, những cái thuốc sai cũng không đúng. Nữa ra cũng phải biết cái cách chăm sóc phải có những cái kiến thức căn bản về y học này. Đó cũng rất là cần thiết. Thì như vậy thì chúng tôi cũng chỉ xin đóng góp chút như vậy thôi ha. Bây giờ thì coi thông bữa nay chúng ta nghỉ sớm đi, nghỉ sớm bữa, rồi tuần sau chúng tôi sẽ trở lại với trong cái đề tài này trong cái chương kế tiếp. Và cái cuốn sách này chúng tôi thấy rất là hay, nhất là những người mà lớn tuổi rồi như mình, càng ngày càng già thì cái bệnh cái chết là không có tránh khỏi, cốt và phải làm sao mình tập mình đối diện một cách bình thản với cái bệnh và cái chết thôi. Vậy thì chúng tôi xin chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và như thường lệ thì chúng tôi xin phép được đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vô dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch đây, xin hồi hướng đến chư tôn đức tăng ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính tri ân quý chư tôn đức tăng ni đã quang lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, cũng như xin kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các anh chị trong ban quản lý và các anh chị khác đã lắng tâm nghe những gì chúng tôi chia sẻ trong suốt 6-70 phút vừa qua. Trong khi trình bày chia sẻ có những gì sơ xuất thì cũng mong quý vị quan hỷ thông cảm cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng tôi xin kính chúc tất cả được nhiều an vui trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yani ta puta ni sama gata ni puma ni kaya ni wa anta leke sabbe wa puta sumana pawantu ako bisa kacang sunantu pasitang tasma hi puta ni sama ta sambe metang karo tamano ya baca ya di wajara to jaran tiye paling tak mahine kata pamata yang kin jiwitang kita urang wasangge tua yang rata panitang nano Nasita hagate na idang ibuote ratanang banitang hete na jena suwati hoto kayang wiragang amatang banitang yada cagasan yamune samahito na te samme na samati kinci dang bithamme ratanang banitang hete Nasajena suwati ho tu yang buat aset ho bariwan naji sucin samadhi manam tarikan jamahu samadhi nate nasamo na wejati dang bisamme ratanang banitang ete Nasajena suwati ho tu ye bunggala atas
sa tăng ba sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon ti te da ki nay ya su ga ta sa sa va ca e te su linh na ni ha pha la ni đăng bi sang ke ra ta na bi tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa đan he na ni ca mi no go ta ma sa sa năng hi tê ba ti ba sa a ma tăng vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va thi ho tu ya in da thi lo ba ta win thi to si ya cha to phi hoa te phi a sam ba cam bi yo ta tu ba mang so bu ri yang hoa ca mi yo a ri ya sa cha ni a ve cha ba sa ti đăng bi sang ke ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su va thi ho tu ye a ri ya sa cha ni vi pha hòa danh tỳ gấm phi ra ban nhê na tu đê si ta ni kinh cha bi tê hon tỳ phù sa ba ma ta na tê pha văn ha tha ma ma ni yan tỳ đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na tu va tỳ ho ra ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya tu tham ma cha ni ta ya wan ti sa ka ya de ti vi chi ke ta ngum ta sri a pa tang wa bi ya da ti kin chi cha tu ha pa ye ni cha vi pa mo to cha cha vi pa na ni a pa bo ka tung hi đăng bi sang ke ra ta năng pa ni tăng e te na sa che na so wa ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căn ca ye na wa cha yu ta che ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha na ya a pa ba ta di ta ba ta sa wo ta i đăng vì sao